Thanh chắc cũng nhớ lại cái thời điểm mà cô cũng bị cái chứng tê chân tay, nó cũng làm ảnh hưởng tới cái cuộc sống của mình. Cô có thể chia sẻ với khán giả về cái khoảng thời gian mà cô thấy cái hiện tượng đó và nó xảy ra như thế nào không ạ? Lúc đầu tiên thì tôi thấy đau vai, đau cổ. Sau đấy thì thấy tê một bên tay, xong tê cả hai tay. Tôi nghĩ là nó bình thường thôi, thì tôi mới lấy rượu gừng tôi bóp, nhưng mà nó không ăn thua rồi. Thế Và cái hiện tượng tê nó cứ kéo dài. kéo dài. Vâng, thưa cô Thanh, khi mà phát hiện ra đấy và thấy cái hiện tượng mà tê bì chân tay nó kéo dài như vậy thì cô đã có những biện pháp điều trị như thế nào ạ? Tôi thấy cái triệu chứng tê bì đấy, và tôi được tư vấn là uống cái Vin The Man Plus. Thì sau khi dùng 6 tháng thì tôi thấy hết cái triệu chứng tê bì, thì được tư vấn thêm là dùng cái Vững Cốt. Thì tôi dùng tiếp tục dùng cái đấy thì thấy là xương cốt và nó cảm giác là nó không bị đau nhức, không bị mỏi. Thế thì tôi kiên trì tôi dùng được 6 tháng và thêm vật lý trị liệu nữa, thì bây giờ tôi thấy thoải mái lắm, xương cốt nó khỏe mạnh. Vâng, nhìn cô cũng thấy tươi tắn lắm mà. Khi Cảm mà ơn chúng ạ. ta không bị gọi là bị những cái bệnh tật Bệnh hay tật là nữa. những cái triệu chứng này kia dày vò thì chúng ta cảm thấy rất là sung sướng đúng không cô? Nhất là những người đã trải qua những cái hiện tượng như vậy mà đến lúc chúng ta tìm được đúng thầy đúng thuốc thì thật sự đấy là hạnh phúc lớn và chúc Ạ. mừng cô.